Nhưng cuộc chơi là phải chấp nhận. Bây giờ chúng ta sẽ là người đi gõ. Ủa, bóng kia đồ bạn vẫn ra được con Phoenicia. Quân của đồ bạn là cực kỳ đều. Hit và full. Trận này quân của chúng ta cũng là đẹp. Được cầm cung tuyển hit tìm. Sau rất nhiều trận thi đấu cầm màu 8 thì trận thi đấu này muốn lấy một cái gì đấy nó gọi là phong thủy hơn, đỏ hơn. Và đây là màu đỏ dành cho game thủ Chi Măng. Gỗ đầu được. Quân như này là ok đấy. Nhiều khả năng mà lấy màu 8 thì bóng này chắc lại ra baby. Lấy màu 2 ra được con Hitty rồi. Màu hiệu đầu của game thủ Chi Măng là đẹp. Được, 7 con hay 6 con gì đấy, 7 con. Ít ra thì trận này còn có đồ đưa về. Và hiu lại là hiu to, hiu 7. Được đấy chứ. Có một con SH để có thể đi tìm kiếm thêm những cái đồ ăn. Bây giờ đang muốn tập trung đá 7 hiu này về. Gỗ đầu là những cây gỗ 75 cực kỳ gần. 3 cây gỗ 75. Và thậm chí là sát mép tường kia là thêm một cây nữa cơ. Bắt đầu hạ sát những con hiêu này, con dân phi sư tử về lùa hiêu. Còn con lùa hiêu thì sẽ được đi dò. Thế nhà là nhìn thoáng qua là ổn. Thế nhà là nhìn thoáng qua là ổn dành cho game của Chi Măng. Hải Trăng sẽ là một kèo mà solo cục. Cũng chưa biết đâu. Gunny là hệ chém. Và Gunny là cái hệ chém rát. Và con Phô là cái loại quân mà nó cực kỳ tuyển ở trong map solo. Bởi vì nó chuyển và nó chuyển bài là cực kỳ nhanh luôn. 1L và sau đó nó có thể hai nhà bè. Hoặc là nếu đánh châu lạc đà thì cái lượng ruộng của người cầm Phô nó sẽ ra là cực kỳ nhiều. Và với tính cách của Gunny thì liệu có một bài mà đánh châu lạc đà kèm với những con cung R hay không. Cái việc mà đối với Phoenician 2L hoặc 2L lạc đà và 2A thì nó cũng không phải là một cái gì đấy quá khó khăn. Chúng ta là đang 16% đi rồi, bên đội bạn đã là 19% rồi. Nhưng cái vấn đề 19% kia họ đã đủ đồ ấy chưa? Còn chúng ta 16% thì chưa đủ đồ. Ngoài hiêu đầu 7 ra. Và đây rồi. Mỏ quả đó là rất là xa. Và mỏ quả là cực kỳ xa. Cho thêm một mỏ quả nữa nào. Đằng nào cũng xa như thế này rồi thì cho thêm một mỏ quả nữa đi. Cẩn thận này, dắt rừng. Không, rất may là không bị dắt rừng ở cái sát mép bản đồ kia. Mỏ quả hơi sâu. Mày hiểu không nhân đôi được. Mọi thứ nó cảm giác nó bủa vây thật. Cảm giác nó bủa vây thật đấy. Thôi để hơi sâu sâu một tí thì như vậy là thôi. Chi Măng có định chạy vậy. Chạy tịnh. Làm một chiếc BS khác đẹp. Thôi thì ăn chay theo kiểu như này lát nữa đó, bù vào với cái việc chúng ta ép gỗ đó, bù vào cái việc ép gỗ để có thể vẽ ruộng. Ô vâng, giật mình thấy Gunny là người ăn chanh ở phía bên này. Nhiều khả năng cao là bài của Gunny cũng là một bài xấu đấy. Nhưng hiêu phụ của chúng ta chỉ là 4 con thôi. Nếu mà hiêu phụ 7 thì bài này hoàn toàn yên tâm, lên đời xong có thể kích được chặt gỗ ngay. Nhưng đây là một bài hiêu phụ của chúng ta chỉ là 4 con thôi. Thì tôi đang sợ rằng một bài này, một bài mà chưa chắc nó lên được đời chuẩn. Chứ đừng nói rằng là xa xa có thấy đôi voi. Ở xa xa có con voi. Nhưng mà xa quá. Đấy, chỗ con xe gió đang chạy. Tôi đang sợ rằng đây là một bài mà lên đời xong nó còn nắm đuối. Ui, ui, con voi này nó không khác gì vàng 999.
không khác gì vàng 4 số 9 ở cái thời điểm này. Thực nó đang rồi lên là khá chậm. Thành Tùng, đúng rồi, giọng này buồn bởi vì là chúng ta không thắng được. Không thắng thì làm sao mà có thể vui được. Chúng ta chưa thắng được. Nhưng cảm giác rằng bài của Gani là một bài mà tươi hơn, họ chỉ để lại hai con nông dân ăn hoang thôi. 27 nông dân. Để lại hai con nông dân ăn cái mỏ quả này. Gani đang kéo dân về, chúng ta cũng bắt đầu kéo dân về. Hai con tê chạm mặt nhau. Vâng, hai con tê chạm mặt nhau. Tê của đội bạn dưới dốc và tê chúng ta lại là tê hit đang đứng trên dốc. Bài đánh theo kiểu cung con quân đến từ game thủ chí mạng. Khi mà cũng đã phát hiện ra được hướng nhà của đội bạn. Bài này mà kéo dân về nhà vẽ ruộng thì nó là quá xa xôi. Có lẽ sẽ là con tê mới dành cho game thủ chí mạng thôi. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là sẽ có con tê mới. Bài này hoàn toàn nếu mà lực như thế này và bắn luôn cái móng e tốt, thêm móng nữa không, không được. Vậy con tê chúng ta chết rồi. Nhưng con nông dân này phải đứng té ra. Bánh xe. Bây giờ thì hai con tê đang bắn. Gunny bên kia không chơi cái bài mà xin nhiều tê, nhưng họ đang đóng đôi 4, 6 nhà BA. 5 cái nhà BA, 5 cái nhà BA đã hoàn thành. Nhà BA thứ 6 thì không thể và không thể xây được. Khi mà xi măng là người đang có tê đây và xi măng đang muốn ra đập một lấy một cái móng vào một cái nhà móng nhà BA của game thủ Gunny. Gunny phía bên kia cũng là bài ăn hoang. Chỉ có thể là ăn hoang thì mới xong được 6 nhà BA. Và cái móng nhà đã nổ. Gunny thì sẽ là bo bế kín. Bây giờ có lẽ là bo bế kín. Ui rồi, ôi cái khu vực chưa kín nha. Vâng, chưa kín. Bây giờ thì mang tê vào bán thôi. 4 con tê hít thì nó cũng chất lượng phết đấy, đừng đùa. Dân của đội bạn có bánh xe thì dân của chúng ta cũng đã có bánh xe. Nhưng đội bạn là 5 nhà BA. Và họ đã có cung R rồi cơ. Họ đã có cung R, còn chúng ta cũng đang có 4 con cung R ở đây. Và 4 con cung tê. Mỏ gỗ phía ngoài kìa. À, còn một mỏ gỗ nữa. Hai con đằng sau có thể nhìn thấy. Ủa. Vâng, khu vực này xong nó lại lắm voi thế à rồi. Sao nó lại lắm voi thế à rồi. Ô, dường như là Gunny tơ này không sóc đều được những nhà quân. Chỗ này là đôi 4, 6 con voi ở đây. 6 con voi ở đây. Tha hồ mà ăn hoa. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta đi quản bản đồ. Cả hai game thủ đều là lựa chọn những bài đi ăn hoa. Xem là game thủ Gunny còn mỏ gỗ ở đâu nữa. Mới ở nhà chỉ thấy một mỏ gỗ, hai mỏ gỗ thôi. Nhưng dân của đội bạn chạy rồi. Đây là một tên mà Gunny đang công lên. Gunny cũng đang tách thành những đạo quân để có thể tìm dân ăn hoang của game thủ chí mạng. Nhưng cung của chúng ta là cung hit nha. Chỉ cần một thoáng thôi. Và một thoáng thôi là có thể những con nông dân của người cầm Phonician cái nằm xuống là cực kỳ nhiều. Gunny đã ăn hết một mỏ quả. Gunny đã ăn hết một mỏ quả. Khu vực nhà BA, một chiếc nhà BA đầu tiên. Đây rồi, quan trọng ăn dân. Mình cứ chạy đi, cứ câu kéo thời gian đi để cho Gunny không để ý. Ây da, Gunny chạy nhanh thế chứ. Gunny chạy rất nhanh. Và trên bản đồ con thì tôi thấy có chấm gì màu xanh xanh, nó đang chạy lên góc 12 giờ. Vâng, chạm chán sao đấy. Đấy, đây, 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 đây. Tôi vừa thấy ở góc 9 giờ cái chạy lên và họ đã dừng lại ở khu vực hai cánh rừng này. Đây là dân làm gỗ của game thủ Gunny. Phô thì họ sẽ ép quân trâu hơn. Dễ ép quân hơn trong chúng ta, còn chúng ta thì là cung rời hít tì, bắn đau hơn. Bắn đau hơn. Bây giờ có cần thiết phải đứng bảo kê khu vực này để cho những con nông dân ăn hoang hay không? Cả hai game thủ đều đang đánh cái thế mà không ai có nhà. Ô, cái góc đấy vừa hiêu nhảy đấy anh. Và cái góc mỏ quả đấy, vừa thấy hiêu nhảy luôn. Vừa thấy hiêu nhảy luôn. Và Gunny chắc chắn là đang ăn hoang mỏ quả. Chắc chắn luôn. Không thể khác được. Gunny là cái hệ mà không đeo tai nghe.
Nhưng những cái game thủ mà không đeo tai nghe thì họ lại rất để ý bản đồ con. À, chặn đường đi quân. Chắc chắn là có dân của Gani ở đây rồi. Nếu mà không có cái chặt đầu tôi xuống. Và đây là những con nông dân đang ăn quả. Vâng, đang ăn quả của game thủ Gani. Và tên này Gani không để ý. Bây giờ chúng ta, tôi nghĩ rằng cứ bảo kê được khu vực voi và ăn gỗ này là sẽ có một cục quân cực kỳ lớn. Và đây là góc chết dành cho game thủ Gani. Và chết quá nhiều dân ăn hoang. Vẫn còn một dân đấy. Vẫn còn một dân. Thôi được rồi, chấp nhận. Mất 4 con cung R này. Nhưng chúng ta cũng đang bắt được những con cung R đi, lỗi của đội bạn. Rồi, bây giờ thì bắn được tí nào thì bắn. 4 cung R này thì nó cũng giống như những con nông dân của Gani, không thể chạy đâu được. Bây giờ thì quản lại những bãi gỗ ở nhà của game thủ Gani. Chỉ cần bảo kê được khu vực ăn ăn voi và làm gỗ này thì chúng ta sẽ có một lượng quân là nhất định, một lượng quân nhiều luôn. Gani vẫn đang túc tắc ra được 2-3 nhà BA gì đó. Tham bài của game thủ xi măng đang là 46/56. Có làm tơn mà đưa cung R về những mỏ gỗ gần nhà mình ấy không? Tôi thấy Gani rất hay có những cái kiểu mà vâng về gần nhà mình để có thể làm. Kiểu gì thì cũng phải làm gỗ thôi. Ở nhà chỗ khu vực voi. Và khu vực voi. Đồng. Thì đồng tè. Phòng. Vâng, phòng gấp. Không biết rằng Gani phía bên kia có chặt gỗ 2 chưa? Còn xi măng có làm tơn chặt gỗ 2 hay sẽ là tiếp tục ép quân đây? Như vậy là tiếp tục ép quân dành cho game thủ xi măng. Tơn này thì chúng ta lòng vòng lại quay trở lại. Thôi một tơn thì lỗi quân đến từ game thủ Gani. Gani dừng lại bắn những 2 tơn của chúng ta đang hợp vào. Và sau tơn này Gani sẽ có một chăng? Và Gani chắc không có một đâu. Gani sẽ tìm đến nút F10 Enter và đi sai luôn. Và đúng là như vậy. Tìm đến nút F10 Enter và đi sai luôn. Cái tơn mà bị chết dân ở khu vực góc 3 giờ này là rất đau dành cho game thủ Gani. Và lọt được vào đây một cái hốc là mắc bình, nhưng lại là một cái góc chết khi mà những con cung R của Hitty nó lọt được vào. Nó bắn là quá buốt, những con nông dân không lối thoát. Và đó là tơn quyết định. Tỷ số được cân bằng là 1-1 trong trận đấu thứ 4. Nhiều khả năng Thần Hoa sẽ đoán đúng. Kèo đấu này sẽ phải giải quyết ở trong 5C.